Đặt tên cho khủng long là một công việc nghiêm túc. Đó là một quá trình phức tạp được hướng dẫn bởi các quy tắc và tiêu chuẩn nghiêm túc. Khi đặt tên khủng long, các nhà khoa học thường sử dụng thuật ngữ mô tả đầy đủ những hình dáng bên ngoài của loài khủng long. Những lần khác, khủng long được đặt tên dựa trên nơi mà chúng được tìm thấy hoặc hoàn cảnh phát hiện ra mình. Trong nỗ lực tuân theo những quy ước này, các nhà khoa học đôi khi đưa ra một số lựa chọn tên thú vị và buồn cười. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ liệt kê cùng các bạn 13 tên khủng long hài hước nhất. Danh sách này bao gồm một số tên cực kỳ vui nhộn dựa trên cách phát âm của chúng. Các bạn hãy cùng xem đến hết video để biết cái tên nào thú vị nhất nhé. Lưu ý đây chính là video trích dẫn từ nhiều nguồn nên nếu có gì sai sót, hãy mong các bạn cứ bình luận bên dưới cho chúng mình được nắm thông tin. Xin cảm ơn và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu video thôi nào. Số 13. Gasosaurus, thằn làn khí. Khủng long đôi khi được đặt tên dựa trên hoàn cảnh phát hiện ra chúng. Vì vậy, khi một công ty xăng dầu phát hiện ra hóa thạch khủng long trong một trong những hoạt động khám phá của họ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, các nhà cổ sinh vật học đã quyết định đặt tên cho loài khủng long này để vinh danh công ty. Gasosaurus sống ở kỷ Jura khoảng 164 triệu năm trước. Cho đến nay, chỉ có một hóa thạch của loài khủng long này được tìm thấy và nó được tìm thấy trong tình trạng tồi tệ, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được rất nhiều điều về loài ăn thịt kỷ Jura này. Số 12. Pusistacosaurus, thằn lằn mỏ vẹt. Khủng long thường được đặt tên dựa trên ngoại hình của chúng. Đối với Pusistacosaurus, sự giống nhau đáng chú ý của loài khủng long này với loài vẹt hiện đại là lý do cho cái tên hấp dẫn của nó. Pusistacosaurus là có nghĩa thằn lằn vẹt, khiến bất kỳ ai nghe thấy tên này đều có thể hình dung mờ nhạt về hình dáng của loài khủng long đó. Nó có một hộp sọ ngắn với hình dáng tròn trịa và cái mỏ giống như con vẹt nổi bật. Nó không phải là một loài khủng long duy nhất có mỏ giống chim, tuy nhiên, hộp sọ và mỏ của loài khủng long này đã được biến đổi rất nhiều so với các loài khủng long Ornithischian khác của kỷ phấn trắng. Mỏ có lõi xương nhưng có lẽ được bao phủ bởi một lớp vỏ keratin. Cái mỏ khác biệt của nó mang lại bề mặt cắt sắc bén để cắt cây, tạo nên phần lớn chế độ ăn của nó. Số 11. Brontosaurus, thằn lằn sấm sét. Sauropod là một nhóm khủng long được biết đến với kích thước to lớn. Một số trong số chúng đủ lớn để làm rung chuyển mặt đất khi bước đi. Brontosaurus là một trong những loài sauropod khổng lồ như vậy. Tên của loài khủng long này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Bronti có nghĩa là sấm sét và saurus có nghĩa là thằn lằn. Cái tên này đã phản ánh kích thước to lớn và sự hiện diện mạnh mẽ của loài khủng long. Các nhà cổ sinh vật học đặt tên cho loài khủng long này tưởng tượng được rằng nó sẽ khiến mặt đất rung chuyển như sấm sét khi nó bước đi, do đó mới có tên như vậy. Mặc dù đó có thể là một sự cường điệu, nhưng cái tên này chắc chắn đã vẽ nên một bức tranh về loài khủng long này to lớn như thế nào. Cái tên Brontosaurus bị coi là không hợp lệ trong một thời gian khi các nhà khoa học đã kết luận rằng loài khủng long này quá giống với Apatosaurus để trở thành một loài độc nhất. Tuy nhiên, những phát hiện gần đây hơn đã khôi phục lại danh tính của loài khủng long và Brontosaurus hiện được coi là hợp lệ trở lại. Số 10. Anatosaurus hay Anatotitan, thằn lằn vịt hay vịt khổng lồ. Cái tên Anatotitan hay Anatosaurus nghe giống như một cái tên khủng long bá đạo trong nguyên bản tiếng Hy Lạp. Nhưng bạn sẽ bắt đầu thấy nó buồn cười đến mức nào khi kiểm tra ý nghĩa của nó trong tiếng Anh. Anatotitan có nghĩa là vịt khổng lồ, trong khi Anatosaurus lại có nghĩa là thằn lằn vịt. Cả hai đều là tên thông tục được đặt cho một loài khủng long này trong quá khứ, nhưng hiện tại nó đã được gọi với tên chính thức Edmontosaurus. Loài khủng long kỷ phấn trắng này có mỏ giống vịt nổi bật nên có tên như vậy. Nó thuộc về một họ khủng long mỏ vịt được gọi chung là Hadrosaurus. Anatosaurus được coi là thành viên lớn nhất trong họ này với chiều dài khoảng 12 mét và trọng lượng khoảng 5,6 tấn. Mặc dù Anatosaurus không kêu như vịt nhưng nó là một loài khủng long ăn cỏ với miệng chứa hàng trăm chiếc răng để chế biến thực vật trên cạn. Số 9. Monoclonius, mầm đơn. Khi bạn nghe nó lần đầu tiên, Monoclonius có thể nghe giống như tên của một loại thuốc hoặc một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp thay vì tên của một con khủng long. Tên này thuộc về một loài khủng long có sừng sống ở Bắc Mỹ trong kỷ phấn trắng. Monoclonius có nghĩa là mầm đơn, ám chỉ cách răng của khủng long phát triển. Nhà cổ sinh vật học người Mỹ Edward Drinker Cope đã đặt tên cho loài khủng long này trái ngược với Diclonius,
một loài khủng long có quan hệ gần gũi sống trong cùng khu vực. Đối với Diclonius, bộ răng của khủng long bao gồm hai bộ răng, một bộ trưởng thành và một bộ có răng thay thế mọc bên dưới nó. Nhưng đối với Monoclonius, loài khủng long chỉ sử dụng một bộ răng vào bất kỳ thời điểm nào. Số 8. Bambiraptor, kẻ trộm Bambi. Khủng long nổi tiếng là những con quái vật sát thủ hung dữ, vì vậy ý tưởng về một kẻ giết người máu lạnh như vậy được đặt theo tên của một nhân vật Disney dễ thương và thân thiện, nghe thật buồn cười có phải không? Bambiraptor là một loài khủng long Dromaeosauridae còn sống vào cuối kỷ phân trắng. Hóa thạch của chúng được xác định khoảng 72 triệu năm tuổi, được một cậu bé 14 tuổi phát hiện vào năm 1995 khi đi săn xương cùng bố mẹ. Do kích thước nhỏ nên loài khủng long này được đặt tên theo Bambi, là một chú hươu đuôi trắng nhỏ trong bộ phim hoạt hình năm 1942 của Disney. Giống như các loài khủng long Dromaeosaurid khác, loài khủng long lông vũ này là một thợ săn hung dữ. Nó có ngón chân thứ hai có móng vuốt hình liềm, dùng để giết con mồi và tự vệ. Số 7. Colepiocephale, đầu ngón tay. Khi Robert Sullivan đổi tên Stegoceras lembae thành Colepiocephale vào năm 2003, ý định của ông là mô tả hộp sọ cứng hình vòm của loài khủng long một cách chính xác nhất có thể. Sullivan chọn từ tiếng Hy Lạp Colepio có nghĩa là đốt ngón tay và kết hợp nó với cephal có nghĩa là đầu để mô tả phần xương thừa trên đầu của chúng. Đây là chi tiết phổ biến ở loài khủng long Pachycephalosaurid. Thật không may, hai từ kết hợp lại dịch thành knucklehead, một cách nói khác để nói ngu ngốc. Thật khó để biết loài khủng long Hadrosaurid này có thực sự ngu ngốc hay không, nhưng việc gọi nó là đầu ngón tay theo mặc định đã khiến có vẻ như loài khủng long này không phải là một loài sáng nhất trong nhóm. Số 6. Stygimoloch, ác quỷ từ dòng sông địa ngục. Cái tên của Stygimoloch gợi lên một cảm giác sợ hãi. Loài khủng long này được mệnh danh là quỷ có sừng từ sông Styx. Do nó giống với con quỷ Moloch trong Kinh Thánh và vì hóa thạch của nó được tìm thấy gần sông Styx. Stygimoloch là những chiếc gai và núm xương mọc ra từ đầu. Do đó nó có một cái tên thực sự đồ họa để phù hợp với vẻ ngoài của mình. Điều buồn cười hơn nữa đó chính là loài khủng long này không phải là một loài ăn thịt hung dữ như tên gọi. Stygimoloch là một loài khủng long ăn cỏ có sừng, chỉ hữu ích khi chiến đấu chống lại những con đực khác. Một số chuyên gia cho rằng nó là phiên bản chưa trưởng thành của một loài khủng long có đầu bằng xương, có hình dáng tương tự, được gọi là Pachycephalosaurus. Số 5. Scorpio Venator, thợ săn bọ cạp. Trái ngược với những gì mà cái tên gợi ý, thợ săn bọ cạp không ăn bọ cạp vào bữa trưa, cũng không có đuôi hay cặp càng như bọ cạp. Trên thực tế, tên của loài khủng long này không liên quan gì đến hình dáng hay cách sống của nó. Loài khủng long này được đặt tên là Scorpio Venator vì có rất nhiều bọ cạp tại địa điểm đào nơi nó được tìm thấy ở Argentina. Scorpio Venator là một loài khủng long Abelisaurid, một nhóm khủng long theropod ăn thịt sống từ kỷ Jura cho đến kỷ phân trắng muộn. Scorpio Venator còn sống ở Nam Mỹ vào cuối kỷ phân trắng, khoảng 95 triệu năm trước. Nó là một trong những loài khủng long Abelisaurid nổi tiếng nhất do bộ xương của nó khá hoàn chỉnh. Số 4. Ubirajara, chúa tể của ngọn giáo. Lord of the Spear nghe như biệt danh của một nhân vật siêu anh hùng hài hước với tài hàn giáo, nhưng thực ra nó là tên của một loài khủng long chân thú, Compsognathid. Ubirajara sống ở Nam Mỹ trong thời kỳ kỷ phấn trắng và tên chi là từ ngôn ngữ Tupi địa phương. Cái tên ám chỉ cặp sợi giống như một ngọn giáo nhô ra khỏi vai của chúng. Sợi dài khoảng 15cm, trong khi sợi ngắn hơn khoảng 14cm. Chiều dài của những sợi này rất đáng chú ý vì thực tế là tổng chiều dài cơ thể của Ubirajara là khoảng 1m. Ngoài phần nhô ra giống như một ngọn giáo ở hai bên, nó còn có những chiếc lông vũ ngắn tạo thành bờm ở quanh gốc cổ. Những tính năng này có thể được sử dụng cho mục đích nhận diện trong quá trình giao phối. Tuy nhiên, mô tả về loài khủng long này vẫn chưa được công bố chính thức dù có những đặc điểm hình thể ấn tượng. Số 3. Irritator, kẻ kích thích. Đôi khi, các nhà khoa học dành toàn bộ thời gian trên thế giới để chọn ra một cái tên hoàn hảo cho một loài khủng long. Đôi khi, họ lại quá khó chịu để nghĩ ra một cái tên hoàn hảo. Vì vậy, họ đặt bất kỳ một cái tên nào mà đã nghĩ đến trong đầu dựa trên cảm xúc của họ vào lúc đó. Không có một con khủng long nào thể hiện điều này tốt hơn Irritator. Tên chi xuất phát từ kích thích, phản ánh cảm xúc của các nhà cổ sinh vật học khi phát hiện được một hộp sọ đã bị hư hại nặng nề và bị thay đổi bởi các nhà sưu tập. Khi các nhà khoa học tìm thấy hóa thạch của loài khủng long này vào năm 96, nó đang ở trong một tình trạng khủng khiếp. Hộp sọ đã bị hư hỏng và bị thay đổi bởi các nhà sưu tập. Sự phấn khích ban đầu khi đặt tên cho một loài khủng long mới đã nhanh chóng trở nên khó chịu.
Khủng long được đặt tên là kẻ kích thích để phản ánh cảm giác đó. Mặc dù có một cái tên kỳ lạ, nhưng loài khủng long thời kỳ kỷ phấn trắng này là một trong những loài khủng long thông thường có quan hệ họ hàng rất gần gũi với Spinosaurus. Số 2. Oviraptor, kẻ ăn trộm trứng. Oviraptor là một trong những lịch sử đặt tên hấp dẫn nhất trong số tất cả các loài khủng long. Khi loài khủng long lông vũ nhỏ này được phát hiện ở Mông Cổ vào năm 1923, Henry Fairfield Osborne đã bị thuyết phục về một thói quen ăn trộm trứng của loài khủng long này. Hóa thạch của loài khủng long này được tìm thấy cùng với một số quả trứng, được cho là của loài Protoceratops, một loài khủng long Ceratopsian. Tuy nhiên, những khám phá các loài khủng long có họ hàng gần khác giờ đây cho thấy kẻ được gọi là kẻ ăn trộm trứng là một bậc cha mẹ rất chu đáo đang ấp trứng cho nó. Đây là một trong những trường hợp nhầm lẫn danh tính đáng tiếc nhất, nhưng lại là trường hợp vĩnh viễn vì tên khủng long này rất khó có thể thay đổi sau khi được gắn tên. Vì thói quen ăn trứng của Oviraptor đã được chứng minh là không chính xác, nên các thói quen ăn khác nhau đã được đề xuất cho loài khủng long này. Rất có thể nó là một loài ăn tạp với chế độ ăn bao gồm những nguyên liệu thực vật và động vật. Số 1. Pantydraco, chiếc quần lót. Pantydraco nghe có vẻ là một cái tên lố bịch cho một con khủng long. Tại sao mọi người lại đặt tên cho một con khủng long theo tên quần, mà còn là quần bên trong nữa chứ? Nhưng đây không phải là một trường hợp nào cả. Thực ra, cái tên Pantydraco chẳng liên quan gì đến quần hết. Tên của loài khủng long này đề cập đến một địa điểm khai thác đá, nơi hóa thạch lần đầu tiên được tìm thấy ở xứ Wales của Vương quốc Anh. Tên này bắt nguồn từ các tiếng Welsh có nghĩa là thung lũng, nghĩa là quần, và đài phun nước hoặc mùa xuân, nghĩa là Fifnon. Kết hợp lại, tên của loài khủng long này được dịch là con rồng thung lũng mùa xuân, thú vị hơn rất nhiều so với những gì bạn có thể mong đợi. Vừa rồi là những cái tên thú vị và hài hước của các loài khủng long. Mình cũng xin được nhắc lại, đây là những thông tin mình trích dẫn từ rất nhiều nguồn, nên nếu có gì sai sót, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới cho chúng mình được biết có được không? Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo nhé, để không bỏ lỡ những video thú vị khác của nhóm chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!